Chào mừng các bạn đến với chương trình Học tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Hello, so can Amy. You hear me? Okay, this is Amy, right? Yeah. Okay. So how are you doing? handsome, but a little bit sleepy. Sleepy, right? Yes, yeah, I just me got too. Oh, really? Yes. Oh, why? Because I took a nap before I joined in this room, but because my time is the same with your time, so wait, so sleepy. Really? Where are you from? We talked one time before, but now I'm totally new in this room because I just talked to you a long time ago in another room. Oh, before. Wait, in another room? Yeah. What? Sick, you room yeah. Nào? Oh, cái room SEO bên kia. Oh, okay, cảm ơn. cái room mà có Miss Biển ấy. Yeah, SEO, yes, that's right. That's right. Yeah, and now I'm glad talking to you today. Yes. Glad to talk to you. Now, your time is same? You're in the U.S.? No, I live in Canada, but the okay. Same, not America, so that's why Vancouver, not America. I mean. Yes, that's right, you're in the same time zone, yes, the same time zone as I am, you're so north I feel of me. So sleepy, so that's oh why my gosh. I hope I will be the first one can talk to you and then I can... Thank you for waiting. Yes, why are you up so early? Actually, I haven't slept yet. What? Why? Because I don't want to miss out this class, so that's why I'm this waiting class. For you. Oh, that's so that's so sweet of you. I feel honored. But another reason because I was watching Netflix, so to be awake. yes. Oh, that's very nice of you. How long have you been in Canada? I haven't been in Canada for 5 years. Oh, okay. So 5 years. So you've been here for a long time. I thought you probably been here for like a year, maybe two, but 5 years. Okay. Because my speaking English no, is really bad, right? No. They xin nhớ, hình như xin nhớ, sao đó, có một bạn ở Canada mới đi Canada hay gì đó, so suy nghĩ là chắc có thể là Amy, but no, I guess không phải bạn đó. Okay. Sao xít khéo vậy chứ? No, thiệt mà. No, but your English is very good, honestly, it's very good. And how is the weather in Vancouver right now? It's getting colder than last month, but I think it's raining all the time, so it's kind of boring. So. Oh, yeah. Does it snow in Vancouver? Not yet, and I just read the news last week, and they said they wrote something maybe no snow for this winter, so no snow for this Christmas season. So okay, so only rain but no snow. Yeah, but I don't like snow because when it gets snowing in Vancouver, the people get crazy in driving. Right. So it's so scary. Yeah, it's scary. Now, do you drive? Yes, I do. Yeah, you. Oh, that's dangerous to drive. Yeah. Oh my gosh. Yeah. Now, do you have because my university is so far away from my house. So. Oh, how long does it take you to drive to your school? 30 minutes drive. Wow, every day? Yeah, not every day because
Well, actually, I just go to school in 3 days a week, so Oh, soon yay. it's That's more. pretty good. Yeah. It's good school. Oh, But I have to work. But I have to work instead, like, for 4 days, 4 day, yeah, 4 days a week. So. Wow, you're pretty busy. So you're working part time and school part time? Because I have an internship right now, and I work a part-time job at the same time. So yeah, So you have school in pretty busy. Yeah. yeah you have school internship and work. Yeah, because Oh. I'm in the last year's student, so I need internship to graduate What my university, and then I need to like good xin để nói là muốn cái bản lý lịch đẹp để xin việc ấy, resume để kiểu dạng để I xin việc see. nói sao ấy chứ. I want to have a good resume, phải không? Cái À, đó yeah, em, hả? yeah. Mình muốn cái resume là tiếng Việt là gì? Cái CV đó, right? Việt Nam mình CV kêu là cái trên. đơn xin việc à? Yes, cái Yeah. đơn xin việc, À, yes. no, có phải đơn xin việc không ta? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Ok, người Canada gọi cái đó là CV hay là resume? À, bình thường là em nghĩ là mọi người gọi là resume thì phải. Yeah, người Em Mỹ nghĩ gọi là vậy. resume, CV, người Mỹ ít dùng CV lắm. Nhưng mà thường đa phần là người ta gọi là resume đúng không? Resume đúng Resume, yep, người Mỹ gọi là không? resume. Yeah. Okay. I forgot what are you studying right now? My major is accounting, Okay. and I working as accountant in like kind of like it's a Chinese company here. Oh, okay. Yes, I working for them, and but they didn't pay for me They at all. So, they don't pay you, right? they don't, yeah, they don't pay me. Right. I just want to get like working experience. Yes. So yeah, Okay. I don't, but I still care about like money, and that's why I get another part-time job to pay for Right. my living. So So the Chinese company is your internship? Or that's your. yeah, Oh, okay. just for my internship, Yeah, just for my definitely. internship, because it's a little bit harder for international student to Yes, get that's like a right. job here, you know. Exactly. Okay. And so you're an international student status right now. Yeah. Yes, Oh. I am. Okay. And you're hoping to, where do you want to work after graduating? Well, I want to live in Canada, so just my dream. But Okay. I don't know whether I get it or not. But Vancouver, the city I live right now, that the city I want to work. So, because like another province in Canada is pretty cold, so I'm not sure. I'm not sure I can stand it, or yeah, because that's why. I think anywhere in Canada is cold, right? But Vancouver is better. Oh, Vancouver is better. Yeah. Are there a Yeah, lot of trust me. Yes, it's warmer. Are there a lot of Vietnamese Yeah. students go to school in Canada? Go to school in Canada? No, not really, because my university, just I just find like small Vietnamese group in my like social club, like a social club in my university. But I think in Vancouver, like most of people are Chinese. Oh, that's right. Yeah, I've heard Yeah. there are a lot of Chinese in Vancouver.
Yes, but like if you move to another province, like something like Toronto or Ontario, so I think a lot of white people more than More white people. Asian, yeah. Do they speak French in Vancouver or British Columbia? Yeah, they've got a whole. Probably Quebec, huh? It's only Quebec. No, just only in Quebec or Montreal, not in Vancouver. Right. Not in BC, I mean, not in BC. BC. Just English, yeah, just English. Okay. No, that's pretty good. Okay. Do you, how do you like Canada? How do How, I like how do you like Canada? it? Oh, it's kind of a tricky question. Oh, no, it's okay. I can answer that. Answers, Let yes. me think. Okay, the first thing I do like Vancouver because the weather. Okay, the really the weather, but it's kind of Oh, cold. no, at Canada. You mean Canada, not Vancouver, right? Well, Canada, not Vancouver. well, Vancouver's fine. Yeah, the weather. Okay, you The weather. know. And the second thing is traffic. You like traffic? Yeah, I like traffic here. Oh, okay, the traffic. Why? Because like it's not too crowded Okay, all right, not too like crowded. another city or like California, because like Exactly. I traveled California last summer, Oh, and I you went think to that's okay, so you went to California last summer. Oh, yes. Oh, it was so much fun, wow. and but like traffic, oh my god, it's kind of crazy busy. So I don't like that actually. The traffic in Vancouver, that's fine. But in winter, if have a snow, no. Oh, Because you so like you don't like the snow in the winter? Yes, I do. Okay. Yes, I no. Yes, I don't like, right? Yes, Phải trả lời là thế đúng không? Chính yes, xác no, xin tức I là don't like snow. yeah, Well, I I don't don't like like the snow. snow. I don't like the snow. Yes. Is it true? Is it true that Canadians are friendly? Just kind of not 100%, Not not 100%. 100%. Yeah. I don't know why, because like I spend be before I live in Vancouver, I spent 5 months to live in Edmonton, like another province in Canada, Right. and not too much of Asian, I mean like Asian Canadian, not too much be Not a lot, not too not a lot of not not nói đúng không ạ? Mình xếp tức là sao? không có nhiều người châu Á là Right. Canadian nhé. Yeah, not a Tức lot of yeah, not Asian, too much. not a lot of Yeah, not. Asian Canadian, Asian Canadians Okay. there, Okay, not too much of Asian Canadian, and most of people are white people. I think they are really friendly, and like if something I speak out some like new English words, I think they didn't never laugh at me, Oh, okay, and they don't. sometimes they just think like, oh, it's adorable, like Right. but it's not funny. I tức là nó không nó chỉ là kiểu dễ thương thôi, chứ nó không phải cái kiểu theo cái nghĩa xấu như là những cái người khác nghe, tại vì Okay. em không biết diễn tả sao cho sẽ hiểu So là they're làm dễ more thương. friendly. So people from Yeah. Edmonton, they're more friendly. Yes, but when I'm but it's so cold though. That's why I moved to Vancouver to live, and I don't know why, but like I felt so strange with the new city, and I need some help, right? But people here, I think they some of people they are not family, Yes, and you're right. when I want to ask some help, I think they
they are not willing to have me, Yeah, and usually in a big some, city, yeah, people are not very friendly in big cities. yes, maybe you're right. I'm not so sure, but I think that, and you know, like when I have some group, like working in group in a school, In groups, so like working in group, right? Yes, groups, nói đúng so không ạ? working in groups. Yeah, working in groups at school, and I working with some Canadian, and of course, like some topic they were talking about, I didn't understand, and sau đây nếu nói là mình cảm thấy kiểu lạc lõng, mình cảm I thấy không felt có cảm thấy ấy I thì nói felt gì? sao ạ? Cô đơn đó phải không? Yeah. I felt alone. Yeah. Oh, yes. Yes. Okay, I felt alone, and yes, I have to struggling with this difficulty a lot. So, but I think right now I'm fine. I'm all right. So, but just want to answer your question. So, Okay. yeah. Yeah, I think like every big city it's like that. Yeah. Oh, really? Yep. Yeah, if you go to a smaller city, they're more friendly. But you go to the bigger city, they're not that friendly. So that's the reason why. But I think overall Canadians are more friendly than I think Americans. I'm not sure. Oh. But that's what I heard. Oh. Yeah, xin lỗi, thể em có thể hỏi xin cái câu này đúng không? Tức Sure. là em nói cái từ này. Nhưng mà cái người mà người ta là Canadian ở đây, người ta lại nghe này, em nói là seriously, seriously thì sít có hiểu không ạ? Hiểu mà phát âm sai. Em phải làm sai đúng không ạ? Tại vì lúc Yes. em nói người ta tưởng em nói là seriously. Yeah, cái chữ này là serially. Yeah. Ok, một cái chữ là serially, còn chữ kia là seriously. Seriously, Yep, đúng rồi đó. Seriously. seriously, Yeah, có xì cái okay. nữa. Yeah, con kia là serially. Em tưởng người ta tưởng em là nói về cái cereal mà mình ăn buổi sáng. Oh, ok. Cereal, yeah, chữ kia không có lì. Yeah, chỉ ăn buổi sáng là cereal. Okay. Ủa? and then, Người it's Canada so có ăn cereal nữa embarrassing. hả? Người Canada có ăn cereal nữa hả? Dạ có, em nghĩ là Oh. Canadian với Người lại Mỹ giống nhau ha? American là giống nhau, cái văn hóa nó cũng giống giống một tí, Yeah, ví y dụ hệt ha. là Người Mỹ gì người Canada y hệt vậy đó. Yeah. Không có nhưng khác mà gì như người người Mỹ coi người ngôi coi Canada giống như là một cái làng quê hometown của hết. Mỹ hay sao ấy. Em cảm thấy thế. Tại vì hôm bữa em tới California em chơi á, thì là em có thấy cái em cái em có một người bạn thì ở Mỹ, là người Mỹ, cái người đó người ta nghĩ giống như Canada, giống như là cái thao nhỏ của người Mỹ đó, so Tại vì Canada một là Canada ít người, and then hai nữa Canada ít là như sôi động vậy đó. Cái người Mỹ có một cái suy nghĩ rằng Canada chắc cũng không có cái gì mà kiểu bằng sôi động là như ở quê vậy đó. Mà thực sự đâu có đâu. yeah. Yeah, thực sự đâu có đâu. Canada is pretty Không đúng thế đấy sis. nice too. Đúng Không không phải nói gì đâu, nhưng mà thật là em thấy cái đó đúng, quê hả? tại Oh vì á, em chỉ thấy là xung quanh toàn cây cối rồi núi rồi. Ok, nếu mà dành cho old people relax and Old enjoy people the rest of their life, like ok, nhưng mà yeah. nếu mà cho drunk people thì em thấy nó, à còn từ nữa, xin đây cái từ drunk people ấy, em đọc có đúng không? Từ drunk ấy, tại vì somehow em đọc người ta lại nghĩ là giống như em đọc cái từ drunk ấy, Cái cái chữ từ này đó say hả? rượu ấy. Cái từ drunk Oh, trẻ. xí cũng nghĩ cái từ drunk. À, cái này là young, giống cái chữ you vậy đó, phát âm chữ you giùm xét thử đi, you. Em bị vấn đề trong cái phát âm từ đấy hay sao? Khi mà em nói là cái từ drunk, when we are drunk, thì cái Sao người ở yeah, đúng đây người rồi, ta nghĩ là nghĩ em là nói là say rượu, you are đúng rồi, drunk. nghĩ Yeah, say say rượu. rượu, say rượu. Yeah. Yeah, so cái phát âm cái chữ you giùm xét thử đi, you phát âm đi.
Yeah, but you're You. young. Young. Yeah, like that. Yeah, phải yeah, vậy đó, phải young vậy đó. Young. Yeah, Young. young, Young. young, young vậy thế à? Young. Yeah, nó trong câu họng của Young. mình á, cái no no phát âm ở trong cái câu họng của mình á, young. Young. Yeah, that, yes, đừng có phát âm đầu lưỡi. Xin đây khi nào em thử nói trong một câu cho mình xin thấy em có nói bị sai không nhá. Ok, yeah, go ahead. Ví dụ nói một cái từ gọi là một cái từ one word thôi thì có thể là em nói đúng, nhưng mà Ok, khi mà alright. vào trong một câu thì lưỡi lại bị Ok. dính vào nhau ấy. Rồi vậy thử đi, đọc ba ba chữ này thử. Well, sorry, when I chứ when I was. Thử đi. Nó. When I was drunk, Đó. when I were When. shit. When I were young, Was young. When I when was. I was gọi đấy, em biết ngay mà tức là em sai đấy. When I Yeah, there you go. Nó vậy was nha. When I was What, see, not. what was when I was young. Yeah, từ từ vậy đó. Yeah, yep. Sẽ có ok không? Sẽ you have a cough a lot. Yeah, cái Are you cổ. okay? I'm Are okay. you okay? Chưa chết, chưa chết, gần chết chứ chưa chết. Yeah. Nếu mà nói gần chết là I'm dying. I'm Yes, almost dying là gì? I'm I'm dying. Yes, actually hôm kia bị okay. cảm cái cổ nó còn như hoài luôn à, hai bên chắc bị ho lao quá. Not Nhưng too mà I think like no winter in California, right? sure. So No, it's cold here. My city is really cold. do you live in Sacramento. Yeah, do you know that city? Chắc không biết hả? No, I don't. Yeah, it's a smaller city. It's smaller than Los Angeles, you know. Yeah. Yeah, I see. Yeah. All right, very good. Your English is very good. I'm sure the longer you live in Canada, the better your English is. The only thing is like cái âm Y đó, yeah, sẽ cũng hiểu. Cái âm Y đó hơi khó. Yeah, đừng có phát âm cái đầu lưỡi, chỉ cần dâng trong cái Không, cổ họng tức thôi. là ở trong cổ họng thôi ạ. Đúng rồi, Young, young, dâng, young. dâng trong cổ họng thôi. Nhấp, đừng có phát âm đầu Nhiều lưỡi. lúc xấu hổ không chứ? Tại Đó là khi mình còn trẻ mà cái bọn ở đây nó lại nghĩ mình là ồ sao mày nói là mày say rượu, mày uống cái gì, mày hangover last night. tại tại người miền Nam á, thì nó chữ giờ nhiều hơn, còn những bạn miền Bắc thì làm như chữ du lịch right, tuy rằng cái chữ du lịch nghe chuẩn tiếng Việt, but người Nam phát âm chữ là du lịch, cho nên cái chữ du của người Nam á, nó chuyển qua dễ hơn, còn những bạn miền Bắc thì Thảo cái sao mà em thấy chữ người miền Nam em thấy nói tiếng Anh chuẩn hơn. Sao? à, tùy Không không hẳn là phân biệt nhưng mà dạ nhiều tùy bạn nam nói tiếng Anh hay hơn là tiếng no Bắc. no tùy theo cái âm gì thôi, tùy theo cái âm gì thôi. Yeah, người Nam thì nó hơi nặng một tí xíu, người Nam nói tiếng Anh nặng lắm, thỉnh thoảng nhiều người cũng nặng lắm, but yeah, so cái âm Y đó, cái âm Y trong câu họng ha. Yeah, Thank you, Sid. by the way, is that your picture? Okay. Is that your picture? Yes, Oh my me. God, you look very pretty. Just on like on Christmas. No, not Christmas. Okay. Cái lễ mà cái gì? Đi. Christmas có cái là em đi cái Christmas light decoration kiểu Oh, dạng. okay, yeah. Dạ. Oh, cái hình đó đó hả? Là dạ cái hình Ủa, đó. cái hình đó chụp ở trong phòng mà trong nhà mà. Vâng, nhưng mà đấy là trước lúc chuẩn bị Oh, chuẩn bị đi ra đi. ngoài. Oh, wow. You look very pretty. Thank you, sis. Very Em thấy sis can mọi gọi là every girl talk to you on cold towel, you always say like No, you're no, so đẹp đẹp thiệt mới khen, đẹp thiệt mới khen. Yes, it's very Thank pretty you, actually. sis. All Nhưng mà vẫn right, ế thank sis rồi. you. Really? Me too. Me too. Sao lạ vậy, sẽ không Maybe it's tin. a perfect match, right? Perfect, yep, Handsome perfect. and beautiful, Exactly. so maybe it's a And perfect match, right? you're near me too. You live near me. I know it's
4 hour flight. See, there's Yeah, it still long is. distance. There's still long distance. Long listen. It's a shorter listen. It's a shorter distance. Anyway, very cool. Thank Okay. you for talking to me. Thank you. I hope I can talk to you soon. Yeah, me too. As always, I mean, your English is good. Yeah, sẽ có chỉnh lại, tại vì sẽ biết là càng ngày Amy đang sống ở Canada càng giỏi. Ok. Trời, nhưng mà em vẫn muốn nói chuyện với sis ạ. Tại Me vì là đâu phải là có ai too. kiểu cũng giỏi vừa tiếng Anh và tiếng Việt như sis để mà Oh, chỉnh đâu ạ. ước gì tiếng Việt của sức giỏi hơn nữa. Thế Rồi. thì sis nói chuyện nhiều với lại mọi người là Vietnamese thì sis giỏi tiếng Việt và sis giúp mọi người giỏi tiếng Anh. Cái đấy Hopefully. gọi là gì ạ sis nhỉ? Cái đấy là take advantage of đúng không sis? Yes, take advantage. Yep, take advantage of the opportunity. Yeah. Thế còn nếu cái đấy không phải là nghĩa xấu, còn cái nghĩa mà ví dụ mình nói là lợi dụng ai đó thì là giỏi tiếng Anh là gì ạ? Take advantage of somebody. Là như mình nói là, Ồ. yeah, he's taking advantage of Sig. Well, là he's taking advantage of Amy, you know? Ồ, thì đấy là mang nghĩa Yes. là mình lợi dụng. Còn nếu mà Đúng mình, rồi. như sis nói vừa rồi là take Advantage advantage of of that opportunity. thì nó tốt, Thì this thì tốt. Ồ, ok. Yes, Dạ, yeah. rồi. Ok, thank you sis ạ. Thôi Alright, em thank cho you. mọi người khác nói. No problem. Alright, see you Yeah, guys. thank you sis. Alright, Take bye, care. honey. Yep. Okay, bye. Thank you.